Đây là LG Gram, một mẫu laptop đẹp, nhẹ, khỏe, đạt chuẩn Gram khi mà trọng lượng chỉ dưới 1kg thôi. Vậy thì các bạn có đặt ra câu hỏi là khi cái mẫu laptop này rơi ở trong những cái điều kiện như kiểu để trên bàn làm việc rơi xuống hay để trên độ cao một vài mét rơi xuống thì liệu cái mẫu laptop này có làm sao hay không? Hoặc thậm chí mình đang cầm cái này và mình đánh rơi thì liệu cái mẫu laptop này nó có hoạt động hay không? Thì phải từ từ đã để mình mở xem nó còn chạy không đã. Rồi, ok, em nó vẫn hoạt động. Đây, em nó vẫn hoạt động. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta hãy chuyển đến cái phần gọi là drop test thực sự để xem khi mà rơi từ cái độ cao nó cao hơn như này thì nó sẽ như nào nhá. Thật sự ấy, đây không phải là laptop của cá nhân mình, đây là sản phẩm để mình có thể thử drop test. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy rơi như vậy thôi, mình cũng đã cảm thấy cực kỳ sót rồi. Và mình sẽ miêu tả lại một chút sau khi rơi khoảng một cơ số lần như vậy. Thì không hề có bất kỳ một hiện tượng bóp nào xảy ra cả. Mình chỉ thấy một số cái vết xước thôi. Thì vết xước này nhá, đây này, ngay cái đoạn đầu bóp này này, là đầu của laptop này, cắm thẳng xuống, nó chỉ xước thôi, nó không hề có hiện tượng bóp gì cả. Không có bất kỳ một thứ gì bị bung ra cả. Và cái mặt nó chỉ hơi bẩn một chút thôi, không có vết xước răm hay gì cả. Thật ra thì xước có xước dài chứ xước răm không có đâu, nó chỉ có xước một đoạn dài từ từ thôi. Và sau khi rơi như vậy rồi thì mình quyết định sẽ mở thử em nó ra để xem rơi như vậy nó có ảnh hưởng gì đến các linh kiện bên trong hay là không. Thì mình sẽ sử dụng một bộ tua vít chuyên dụng. Còn nếu như bạn nào thích ấy, thì nên mua những sản phẩm giống như mình ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ vào phần mở laptop. Và để mở được mẫu laptop này ra thì các bạn sẽ phải tháo tổng cộng 8 feet cao su ra để có thể mở được. Thì nếu như bạn nào mà thích mở những mẫu laptop của bản thân kiểu tự mở ấy, thì nên mua những cái bộ tua vít chuyên dụng giống như mình đang có ở đây. Chỉ cần mua tua vít bằng tay là được rồi. Mức giá thì nhiều thôi, vì mỗi người, có người chọn mua sản phẩm đắt, có người chọn mua sản phẩm rẻ. Đây, mình sẽ vặn được 8 con ốc ra và chúng ta sẽ tiếp cận được cái phần bộ lòng của em LG Gram này và để trả lời cho câu hỏi vừa nãy mình đặt ra là khi rơi nhiều như vậy thì liệu bên trong nó có bị ảnh hưởng gì hay không. Đấy, bởi vì dù sao đây là một dòng laptop kiểu hướng đến đối tượng là những doanh nhân mà họ thường xuyên rơi laptop chẳng hạn, đấy, kiểu như vậy. Laptop của mình nó không được kiểu bền bỉ như này. Đấy thì đấy, như anh em nhìn thấy đấy, nó rơi cực kỳ nhiều lần luôn. Như mình đánh rơi thôi, mình tự đánh rơi thôi, mình còn cảm thấy sót, không chỉ là các bạn. Nên bạn nào đang sử dụng mà rơi nhiều như vậy thì biết như thế nào. Rồi, tôi đã mở hết những con ốc cuối cùng. Rồi, bây giờ thì mình đã mở được tổng cộng là 8 con ốc ra. Và để cậy được cái phần mặt tê này ra thì các bạn chỉ cần nạy nhẹ thôi là... Đấy, thì các bạn chỉ cần cậy nhẹ thôi là đã lên rồi. Thì mình thấy cách mở này tương đối dễ. Đấy, chỉ cần cậy nhẹ đấy, mình cậy nhẹ như vậy là đã lên rồi. Đây, thì đây phiên bản mình đang mở ra, đây phiên bản mình đang mở ra, đây là phiên bản hàng sample thôi. Thế nên nó dán hơi nhiều các ký tự. Và đây, như các bạn thấy, nó cực kỳ mỏng luôn. Đấy, kim loại magie carbon. Đấy, rồi ok, mình đã để ở đây. Ở đây thì các bạn có thêm một slot RAM nữa để có thể nâng cấp được. Và ngoài ra để mình nhìn xem, vẫn còn một cái SSD M2 nữa. Đây là một mẫu laptop cực kỳ mỏng và các bạn vẫn có thể nâng cấp được. Thì mình thấy đây là một điểm cải tiến rất nhiều. Đấy, rất tốt mà hầu như các mẫu laptop giá rẻ khác thì đều không làm được. Ở đây chúng ta có một viên pin 72Wh. À, đây này các bạn nhìn này, viên pin 72Wh này không phải viên pin liền. Đấy là 4 cell pin nhỏ trong đây. Thì đây mình nghĩ đây là một lý do cho khiến việc các bạn rơi laptop nhiều lần mà không xảy ra bất kỳ một cái tình trạng nào mà có thể là ảnh hưởng đến các linh kiện cả. Và ngay dưới phần bo mạch này, ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy ở đây, ngay đây này, đây cũng là một tấm chống sốc nữa đấy. Rồi, thì ở đây, nơi đặt CPU, đấy, chỉ có một ống đồng và một quạt nhỏ duy nhất thôi. Quạt này mình nghĩ quạt 5V thôi, nhưng mà khả năng tản nhiệt trên mẫu laptop này đều khá ok, với một con chip mạng đến từ của Intel nữa. Rồi, thì phần linh kiện thì cũng không có quá nhiều điều để nói, mọi thứ hoàn toàn bình thường, không hề có hiện tượng cong vênh gì cả. Không hề có bất cứ một hiện tượng cong vênh hay là xô lệch gì cả, không bị tuột bất kỳ một cái gì cả. Và mình thấy
đây là một điều mà LG làm cực kỳ tốt qua những cái phiên bản LG Gram. Rồi thì sau một hồi tháo ra thì mình quyết định là sẽ lắp em nó lại và mong em nó vẫn lên như bình thường. Và mình có một số lưu ý dành cho các bạn như này: nếu như các bạn tháo các phần bảng mạch này ra thì cái thứ đầu tiên các bạn cần phải rút đó chính là về pin, và khi các bạn lắp vào nó cũng như vậy, không phải ngược lại mới đúng, thì cái thứ cuối cùng các bạn lắp vào là pin đấy. Thế nên mình sẽ để pin ra ngoài và mình sẽ cắm các thành phần linh kiện khác trước. Thì đây như các bạn có thể thấy, đây chính là phần trackpad. Và trackpad của LG Gram thì mình phải nói đi nói lại thôi, đó chính là nó là một trong những cái sản phẩm tốt nhất ở trên thị trường. Rồi đấy, cắm trackpad vào đầu tiên, tiếp theo nó là phần loa. Thì đoạn này thì mình sẽ tua nhanh thôi để không làm mất thời gian của các bạn. Rồi thì cái phần công đoạn lắp vào nó đã xong rồi. Ốc thì mình chưa bắt vội để mình xem nó có lên hay không đã, và mình mong nó sẽ lên. Mà quăng như vậy mà không lên nữa thì anh em sẽ biết đấy, mình sẽ có một con LG Gram để trưng bày. À ôi may quá, lên rồi. Đúng là đồ kiểu đạt tiêu chuẩn quân sự khác quay. Lên lại còn nhanh nữa. Đây để mình cho các bạn nhìn thấy này. Đây đấy, thì mình sẽ mở xem máy này có word không. Mình sẽ mở lên cho anh em trước. Đấy để xem bàn phím nó vẫn hoạt động này. Đây mình sẽ mở một cái WordPad lên. Đây bàn phím mọi phím hoạt động bình thường. Đây trackpad gì vẫn mượt mà, đây như các bạn nhìn thấy này, tắt xuống. Wow. Đấy. Rồi ok, mọi thứ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, may quá. Nó mà hoạt động không bình thường lúc đấy là câu chuyện của mình rồi. Ok, mình sẽ hoàn thiện lại cái phần này. Rồi ok, mình đã lắp lại em nó vào rồi. Thì cái bộ tô vít để dùng em nó, tháo em nó em mình vẫn để đây thôi. Thì thực sự đây đúng là một mẫu laptop đẹp, nhẹ, khỏe, đạt chuẩn Gram. Thì trọng lượng của mẫu laptop là nó chỉ dưới 1 cân thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây mình cầm được một tay và mình hoàn toàn có thể mở ra cho các bạn thêm một lần nữa để các bạn nhìn thấy. Em nó vẫn sống và không có một vấn đề gì xảy ra cả sau bao nhiêu lần va chạm như vậy. Thì mình thấy ấy, trong cái tầm tiền của em nó ấy, thì đây là một laptop hoàn toàn phù hợp đối với những bạn đang cần tìm mua cho bản thân mình mẫu laptop thật bền vào, đẹp và thời lượng pin trâu, hoàn toàn có thể làm việc cả một ngày dài mà không lo thời lượng pin. Thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào nếu như các bạn quan tâm. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.